Xiaomi lên kế hoạch tấn công thị trường smartphone Mỹ vào năm nay hoặc đầu năm 2019. Đã xuất hiện BlackBerry K12 trên một số trang bán lẻ. 11.000 người đổ xô đi mua iPhone giá $50. Khu mua sắm tại Malaysia chật cứng, cửa hàng phải bỏ của chạy lấy người. Xiaomi ra mắt Mi TV 4A kích thước 40 inch, điều khiển giọng nói với giá rất hời. Tưởng đùa mà thật, Vivo Apex chính thức được công bố với chip Snapdragon 845 bắt đầu sản xuất từ giữa năm nay. Số người mua đồng hồ thông minh tăng đột biến 60% trong vòng 1 năm qua. Bạn yêu thích những sản phẩm công nghệ? Bạn quan tâm đến những thông tin khoa học lý thú? Đừng bỏ lỡ bản tin B-News được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube Công nghệ B-Channel. Các bạn thân mến, thông tin gần đây từ tạp chí Wall Street Journal cho biết Xiaomi sẽ chính thức mang smartphone của họ đến bán tại thị trường Mỹ sớm nhất vào năm nay hoặc là đầu năm sau. Chúng tôi luôn mong muốn được xâm nhập vào thị trường Mỹ và kế hoạch là cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019, Lê Xuân, Chủ tịch Xiaomi khẳng định. Xiaomi hiện tại là một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới và chỉ mới cuối năm ngoái, công ty này cũng đã có mặt tại thị trường châu Âu. Thật ra tính đến thời điểm này, Xiaomi đã bán một số sản phẩm cho họ sản xuất tại thị trường Mỹ, chẳng hạn như đầu Android TV và Mi TV ở các cửa hàng của Walmart. Tháng 11 năm ngoái, hãng cũng bắt đầu kinh doanh hai mẫu tai nghe, pin di động, camera 360 độ và bộ lắp ráp robot giúp học lập trình trên Amazon. Theo phân tích, số phận của Xiaomi tại thị trường Mỹ phụ thuộc rất lớn vào các nhà mạng. ZTE, một nhà sản xuất khác cũng đến từ Trung Quốc, ít nhất đã thành công trong việc tạo dựng mối quan hệ với các nhà mạng tại Mỹ để sản phẩm của họ có thể xuất hiện tại các cửa hàng trưng bày. Xiaomi chắc chắn phải đi theo con đường này nếu muốn thành công. Ngoài ra, một thử thách khác mà họ phải vượt qua chính là thành kiến của các cơ quan tình báo Mỹ. Hàng loạt các cơ quan như FBI, CIA và cả NSA vừa qua đã đưa ra cảnh báo đối với công dân Mỹ rằng không nên dùng các sản phẩm và dịch vụ của hai gã khổng lồ công nghệ đến từ Trung Quốc là Huawei và ZTE. Huawei bị cấm đấu thầu các hợp đồng với chính phủ Mỹ từ năm 2014 và hiện đang nỗ lực để tạo dấu ấn của họ trên thị trường smartphone Mỹ. Công ty đã lên kế hoạch tung mẫu flagship mới như là Mate 10 Pro ra thị trường thông qua các nhà mạng AT&T, nhưng bị nhà mạng này hủy bỏ thỏa thuận ngay trước thời điểm công bố. Áp lực về mặt chính trị được cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong vụ làm ăn này và Xiaomi hơn ai hết chắc chắn không muốn rơi vào vòng xoáy tương tự. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều công ty Trung Quốc tỏ ra chậm chạp trong việc tiến vào thị trường Mỹ vốn đầy tiềm năng. Vẫn chưa cho ra mắt phiên bản kế nhiệm của BlackBerry K1, chiếc điện thoại rất đẹp và độc đáo nhưng lại có hiệu năng khá tệ. K1 được coi là thành công khi nó bán ở 50 quốc gia khác nhau với sự hỗ trợ của 110 nhà mạng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ra mắt K1 2, phiên bản kế nhiệm nhưng người ta hy vọng sản phẩm này sẽ bán được nhiều hơn 850.000 máy, con số mà K1 khá vất vả để đạt được. Trên một số trang web bán lẻ như Amazon hay là Skinomi, một công ty chuyên làm các miếng dán trang trí bảo vệ cho điện thoại đều đã xuất hiện các phụ kiện cho K1 2, nên chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng chiếc máy này sẽ sớm bán ra. Hơi khó hiểu khi mà BlackBerry lại không gọi nó là K2, ngắn gọn, đơn giản hơn rất nhiều. Các tin đồn trước kia nói rằng K1 2 sẽ có chống nước, chống bụi IP67, có pin lớn hơn, sử dụng chip Snapdragon mạnh hơn dù vẫn thuộc series 6. Và chúng ta hy vọng là BlackBerry sẽ dùng Snapdragon 670 hoặc là 660 có hiệu năng vượt trội so với Snapdragon 636 và 630. Dùng Snapdragon series 6 cấp thấp kế thừa cho Snapdragon 625 trên K1. Dự kiến thời gian các phụ kiện này được ra mắt sẽ là ngày 15 tháng 6 năm 2018, có lẽ là K1 2 sẽ bán ra vào ngày này. Các bạn thân mến, một đại lý bán lẻ của Apple tại Malaysia đã phải hủy bỏ vụ sale hàng kho vào cuối tuần vừa qua sau khi 11.000 người đã xếp hàng đợi mua iPhone giảm giá. Có một số mẫu iPhone đã được giảm giá kịch sàn, chỉ còn 50 USD. Theo các quảng cáo cho sự kiện này, nhà bán lẻ Quish đã muốn bán đi số hàng tồn kho, bao gồm các mẫu demo của sản phẩm iPhone 5S cho đến iPhone 7, iPad mini và iPad Pro, Apple TV, MacBook, iMac và iPod Touch. Chỉ 10 sản phẩm iPhone 5S với giá 50 USD sẽ được bày bán. Ngoài ra còn có một chiếc iPad Air 2 16GB với giá 77 USD, một chiếc MacBook Air 2 64GB phiên bản Wi-Fi giá 128 USD và một chiếc iMac 24 inch với giá 255 USD.
Những người mua sắm nhiệt tình đã xếp hàng tại trung tâm mua sắm ít nhất là 19 giờ trước khi cánh cổng của khu mua sắm này mở ra, bất chấp thông báo từ Squid rằng xếp hàng từ nửa đêm sẽ không được cho phép. Các dãy người xếp hàng kéo dài từ các hàng của Squid cho đến bãi đổ xe của khu mua sắm, với nhiều dãy xếp hàng cuốn thành vòng xung quanh tòa nhà này. Nhà bán lẻ này đã cố gắng phân phát vé xếp hàng cho một số những người đầu tiên đến đây. Sau khi mà cửa hàng chuẩn bị mở cửa, lập tức họ đã bị quá tải khi mà đám đông khổng lồ ùn ùn kéo đến. Trước khi sự kiện được diễn ra, Squid đã thông báo giá và số sản phẩm sẽ được bày bán. Mặc dù chỉ có một số ít sản phẩm được giảm giá, song điều đó đã không làm lay động đám đông này. Squid chỉ có dưới 200 thiết bị được giảm giá cho sự kiện này mà thôi. Squid đã phải viết trên Facebook: vì lý do an ninh, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng vụ sale xả hàng sẽ phải bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Trong một bài báo khác, họ viết: chúng tôi rất xin lỗi vì sự kiện xả hàng demo mà ngày hôm qua chúng tôi đã không lường trước được những tiếng vang của sự kiện. Chúng tôi bị choáng ngợp khi 11.000 người đã có mặt tại đây. Các bạn thân mến, như vậy với kích thước 40 inch mới nhất này thì Xiaomi Mi TV 4A hiện đã có 4 tùy chọn màn hình gồm 32, 40, 43, 49 và 55, 65 inch. Cũng như các phiên bản trước đây, Mi TV 4A 40 inch cũng trang bị tính năng điều khiển bằng giọng nói. Về cấu hình, thiết bị sở hữu vi xử lý Amoled T962, lõi tứ 64-bit, xung nhịp 1.5GHz, đi kèm là chip đồ họa Pali 450-750MHz. Dung lượng RAM 1GB, kèm bộ nhớ trong 8GB, dung lượng RAM ROM này thấp hơn các phiên bản Mi TV 4A khác, nhưng cũng nhờ vậy mà giá thành hấp dẫn hơn. Mi TV 4A còn hỗ trợ HDR10 và UHD XLG cùng công nghệ hình ảnh cao cấp Dolby Vision. Sản phẩm cũng có kết nối Wi-Fi kép, Bluetooth 4.2 cùng hệ điều hành Password OS. Với kết nối Bluetooth, người dùng có thể kết nối với các phụ kiện như loa, bàn phím, chuột, bàn chơi game. Xiaomi Mi TV 4A sẽ được bắt đầu bán ra vào từ ngày 6 tháng 3 trên trang bán hàng cd.com, giá bán tầm khoảng 6 triệu đồng. Các bạn thân mến, chiếc smartphone Vivo Apex có màn hình OLED 5.99 inch với công nghệ COF Chip on Flash. Nhằm mang lại trải nghiệm màn hình toàn mặt trước, nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đã dùng cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, loa thoại và loa ngoài xuống dưới màn hình, tức màn hình sẽ rung lên khi bạn áp tai vào để nghe cuộc gọi. Đối với cảm biến vân tay dưới màn hình, không như Vivo X20 Plus UD, chỉ là một điểm nhỏ ở phần dưới của màn hình. Trên Apex, cảm biến này chiếm nguyên nửa dưới của màn hình máy và được hãng đặt tên là công nghệ quét vân tay nửa màn hình. Do diện tích quét lớn như vậy, Vivo Apex hỗ trợ quét đồng thời nhiều vân tay cùng một lúc. Vì màn hình bên trái và phải chỉ dày 1.8mm, viền dưới dày 4.3mm, bề dày thân máy là 7.8mm. Ở trên đỉnh của máy có một camera selfie bị ẩn đi và có thể trồi lên khi cần dùng đến. Camera này chỉ mất đúng 0.8 giây để sẵn sàng hoạt động. Máy được trang bị chipset Snapdragon 845 mạnh nhất thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó, với công nghệ SIP System in Package, Vivo Apex mang lại cho người dùng trải nghiệm âm thanh Hi-Fi cao cấp. Máy được trang bị đến 3 bộ khuếch đại âm thanh và DAC. Camera sau của máy hỗ trợ Super HDR với giải tần chạy sáng lên đến 14 EV và các thuật toán AI cao cấp. Vivo vẫn chưa tiết lộ thông tin về RAM, bộ nhớ trong, các thông số về camera trước và sau, cũng như dung lượng pin của Apex. Tuy nhiên, một số thông tin đáng chú ý tại buổi công bố sản phẩm diễn ra tại Trung Quốc lần này, Vivo đã xác nhận hai điều quan trọng. Đầu tiên, Apex sẽ được trang bị chipset Snapdragon 845 cao cấp, và thứ hai là Apex sẽ được bắt đầu sản xuất đại trà từ giữa năm nay. Điều này có nghĩa là chiếc máy này sẽ thực sự được tung ra thị trường, chứ không còn mang tiếng là một bản concept như lúc nó được giới thiệu tại MWC 2018, cách đây chưa lâu nữa. Các bạn thân mến, thống kê từ IDC cho biết đã có 32,7 triệu thiết bị đeo, bao gồm cả đồng hồ thông minh, phòng đeo thông minh hay là các phụ kiện khác được bán ra trong năm 2017, tăng 60% so với một năm trước. Giá trung bình của các sản phẩm này là khoảng $380, một con số rất cao, một phần nhờ vào sự xuất hiện của Apple Watch thế hệ thứ 3 với phiên bản LTE. Chỉ riêng Apple thôi thì họ đã bán được 17,7 triệu chiếc Apple Watch, đó là chưa kể đến các nhà sản xuất khác như là Garmin hay là Fossil, vốn có giá trung bình mỗi thiết bị rất cao. Nên nhớ là trong năm 2015, số thiết bị đeo bán ra là dưới 20 triệu thiết bị trên phạm vi toàn cầu, chỉ bằng 1% số smartphone được bán ra. Lý do cho sự bùng nổ này là vì người dùng đã quan tâm nhiều hơn đến việc theo dõi sức khỏe, đo các chỉ số trên thiết bị đeo. Những ai quen với việc đeo những thiết bị giá rẻ dần chuyển lên những thiết bị mắc tiền hơn.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin BNews ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của BChannel. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo. That's it, friend.